Hello, welcome to my channel. Trong video này chúng ta sẽ quay trở lại với câu đối tượng phần 2 nha. Ok nào. Oh, Peter đang cho bò ăn kìa. Hờ, hết bò mất rồi. Chú bò còn đang đói. Ok, chúng ta sẽ đi giúp Peter lấy cỏ nhá. Không tới à? Vẫn phải phá lại nhiều người sau đây. Khẩu súng này có thể di chuyển mọi thứ mọi người ạ. Oh. Chú bò đã thành phần rồi. Giúp Peter xuống nhá. Ok. Không cần cảm ơn tôi đâu. Chúng ta sẽ tra tặng cho một xóm bãi phân bò này nhá. Chúng ta đến phân tích thế nào. Sau khi đi ô xóm mà dẫm chân bò đã cho lúc cua đuổi mình rồi đấy. Ta sẽ phải đi tiêu diệt những chú cua báo và dọn thả ra nhá. Những cua chạy nhanh thế nhỉ. Ta sẽ cố gắng tránh những nước màu đỏ nhá. Thì vậy là đây là chú bò. Mình tiêu diệt được khá nhiều ở đây, 13 chú cua đây. Ta sẽ phải tiêu diệt 35 chú cua. Phát một chú cua đói. Ia. Chạy đâu thì thoát. Rồi, tăng tốc. Quay trở lại với đối đua nào. 29 chú cua rồi. Chúng ta sẽ còn ở đây là 6 chú cua nữa. 5 chú cua nữa. Đấy, mắc vào chậm. Bốn. Ba. Ok, bắt ba con luôn. Ha ha. Chúng ta đến phần tiếp theo nữa nhá. Ở đó, dòng 6 đang bị giò nước này. Đã sửa xong. Ok, chúng ta sẽ đi đặt một chiếc bẫy cho một xóm nha.
Chúng ta cũng là cho ông hàng xóm không biết ở đâu nhỉ? Ông ấy vẫn còn đang ở bên ngoài. Nên chúng ta đang đâu? Ok, chúng ta sẽ lấy em cái kim này. Đã xong, ta đã làm lại làm hỏng đường nước nhé. Bây giờ thì wow, mở xin tụi lại nhé nào. Đã bị đóng băng rất là chơi. Chúng ta sẽ đi thật cẩn thận nào. Đã bị chửi từ lạnh và đóng băng. À, ok, và video này của mình dừng lại ở đây nhé. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi và mong người sẽ ủng hộ mình trong những video tiếp theo.